giữa tâm điểm của chốn phồn hoa đô hội, nơi nhịp đập sôi động bậc nhất thủ đô, một sức sống phồn vinh đang hình thành. The New CBD, thành phố Tây Hà Nội, trung tâm hành chính, thương mại và giải trí mới, nơi cộng đồng ưu tú cùng hội tụ, tiên phong kiến tạo và khẳng định đẳng cấp, sống động, sống chất, sống vượt chuẩn. Capital Elite, căn hộ tinh hoa giữa tâm điểm phồn hoa, sống chất tại vị trí độc tôn trên con đường huyết mạch Phạm Hùng, cửa ngõ phía tây thủ đô, sống không khoảng cách nơi tọa độ kết nối, một bước chân chạm ngàn điểm đến, sống tận hưởng với tiện nghi đủ đầy cùng hơn 20 tiện ích đặc quyền, bể bơi phong cách resort, trường mẫu giáo quốc tế, Sky Bar, Sky Garden, Co-working Space, tổ hợp văn phòng cao cấp, trung tâm thương mại, 4,5 tầng hầm đỗ xe. Sống giàu cảm xúc tại căn hộ hạng sang, tổ ấm thanh thang cho cả gia đình, mỗi căn hộ 2 lô ra rộng thoáng, bàn giao tiêu chuẩn cao cấp. Hãy cùng gia nhập cộng đồng cư dân tinh hoa và ưu tú tại Capital Elite, căn hộ tinh hoa giữa tâm điểm phồn hoa.